Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ không nấu ăn mà mình chia sẻ với các bạn cách làm cái nón bằng nhựa này để chúng ta che mặt khi mình đi chợ hoặc mình đi làm hoặc mình tiếp xúc với mọi người ấy, bán hàng hoặc ấy thì chúng ta có thể dùng cái nón nhựa này để mình che cho nó đỡ bị nước bọt bắn vào nhé. Khi bây giờ tình hình dịch Covid nó không biết thế nào cả, không có biểu hiện như sốt hay ho gì cả mà cũng có bệnh, nên là chúng ta có thể đi ra chỗ đông người một chút, mình tiếp xúc với người lạ thì mình có thể dùng cái mũ như thế này. Và để làm cái này thì các bạn cần chuẩn bị cho mình một tấm nhựa như thế này. Nếu mà có xốp các bạn có thể dùng một ít xốp như này, hoặc các bạn có thể thay bằng những cái bìa nhé, hoặc mình có thể thay bằng những cái bìa, những cái thùng sữa ấy, chúng ta cắt vào nhé. Vì nhiều những lúc mình không mua được những cái xốp này hoặc cái kép này các bạn nhé. Đây ạ, đây mình có những cái kép này mà hơi bé một chút nữa không theo chuẩn được lấy hết thì mình có thể lối ra hoặc cũng được. Đấy, không có thì các bạn lấy cái bìa này là tốt nhất nhé. Đấy, và dây chun thì chúng ta có thể mua được đơn giản rồi, chun để luồn quần nhé ạ. Và để làm cái này thì chỉ có thế thôi. Các bạn có thể may nhé, hoặc mình dùng cái ghim văn phòng này, chúng ta có thể ghim được thì không cần phải may cũng được. Đấy. Và cái để dán này thì các bạn có thể dùng keo lến hoặc là keo 502 đều được hết nhé, để mình dán vào phía phần nhựa kính. Và để cái kính này, cái nhựa này các bạn có thể mua ở đâu nhé? Các bạn cứ đến các cửa hàng văn phòng phẩm thì mua những cái này chỉ có 3.000 đồng thôi là cũng được. Đấy, này thì nó hơi mỏng một chút đấy, nhưng cái loại này thì mình lấy được một mặt thôi thì cũng chỉ có 3.000 thôi. Nhưng mà hoặc là các bạn dùng những cái túi clear như thế này thì mình cũng dùng được, thì nó cứng hơn nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm nhé. Gập mất một giữa, mình gập cũng được. Giữa này họ nằm gập mất rồi nhưng không sao hết. Và dây chun này nhé thì mình sẽ dùng 25 phân các bạn ạ. Cái này là 1 mét thì mình chia ra làm 4 nhé, mình sẽ chia ra làm 4, 25 phân một cái mũ là được. Cắt dây chun ra. Đây, như cái mũ như thế này nhé. Thì các bạn có thể dùng, nếu muốn viền xanh để cho nó ấy thì mình dùng cái quận băng dính này, dính gáy này ạ. Các bạn cứ đến cửa hàng văn phòng phẩm các bạn mua là có đầy đủ hết rồi ạ. Chúng ta có thể tự làm ở nhà cho gia đình nhà mình nhé. Mình chỉ gắn một lửa thôi, còn một lửa vì cái cuộn này nó dài ấy. Đã, mình chưa ứng được. À, vì cái mặt này nó dày, nó rộng nhé, thì chúng ta sẽ gắn một lửa, còn một lửa thì mình sẽ hơi vun xốp rồi. Đây, đây các bạn, sau đó mình sẽ dùng kéo mình cắt nhé, cứ cắt thừa ra nhé. Như vậy là đã được rồi nhỉ. Và bây giờ nhé, nếu mà các bạn không có ấy thì mình dùng cái bìa này nhé, mình cắt cái phần bìa này ra. Xốp.
để khi mình đội ấy, nó không bị ôm vào đầu quá và không bị đau nhé. Và các bạn sẽ gấp lại cái miếng xúc này, miếng nhựa, miếng dính gáy này vào cho mình nhé. Dính này. Mình được cái phần bên trong này rồi, rồi còn phần băng dính nữa thì ghim. Bạn có thể dùng ghim để mình bấm lại nhé, cho nó khỏi phập phành. Thế thì chúng ta cũng không cần phải dùng keo lên. Và bây giờ cái phần này để cho nó chắc luôn thì các bạn sẽ dùng cái dính này, mình dính nó lại nhé. Mình sẽ dùng ghim mình bấm nó lại. Kiểu này, cái này nó hơi mềm một chút. Này. Đây mình cũng bấm ghim lại luôn. Như vậy là mình đã được một chiếc mũ như thế rồi. Và các bạn để cái phần đầu này mình muốn không ấy thì mình cũng cắt phát ra phần đầu này. Cho nó gọn. Mình thử đội lên đầu xem nào. Đấy các bạn, như vậy khi chúng ta nói chuyện là không phải lo bắn nước bọt ra nữa nhé. Tiện, thoải mái. Cái lưới thì các bạn có thể dùng cái túi clear này thì nó sẽ cứng hơn các bạn nhé. Và mình sẽ tách cái túi này ra. Cái phần chữ thì mình sẽ không lấy nhé. Và mình lấy cái chữ ạ. Rồi cái phần này thì mình sẽ cắt bớt đi. Bỏ cái phần cúc đi. Rồi mình cũng lại dán băng dính vào, nhưng mà trước khi dán băng dính mình sẽ cập cái xốp này, cái kép này để mình dán vào các bạn nhé. Mình cũng dán cái phần băng dính vào.
đã được rồi này. Và bây giờ mình chỉ cần cho cái phần dây chun nữa vào là được nữa. Thế các bạn, cái phần dây chun bây giờ mình cũng lại dùng ghim, mình ghim nó lại nhé. Như vậy là mình đã làm được chiếc móng nữa rồi nhé. Cái phần này các bạn cũng cắt phát đi được cho nó đẹp. Và khi nó để nó cái đầu nhọn này ấy, mình có va quệt không bị vào mắt nhé. Đấy. Rất đơn giản là chúng ta có thể làm được những chiếc móng như thế này rồi nhé. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cho vào mũ nữa thôi. Đây các bạn, với cái phần mũ lưỡi chai này khi mình đã có sẵn rồi nhé, thì bây giờ mình chỉ cần cho cái miếng này thôi và mình ghim nó lại là được, là mình đã có được rồi nhé. Như cái này thì mình sẽ chia ra làm đôi nhé. Đây, mình sẽ dọc ra. Các bạn dùng dao và mình dọc ra nhé. Với cái mũ lưới chai này thì các bạn sẽ dùng chiều này nhé. Mình sẽ cho vào trong này và mình cũng dùng cái ghim này thì mình ghim nó lại, hoặc là các bạn có thể dùng keo lến hoặc là ấy đều được hết nhé. Đấy, ghim nó lại như thế này, hoặc là keo 502 hoặc là mình có thể may nhé, rồi có may không cho nó đều cả. Tiện lại khi chúng ta có thể đi cho con đi học ở mùa hè, cho con đội đi học hoặc là đi đâu cũng vậy thôi, tiếp xúc đông người. Ở giữa mình cũng bấm vào, có cái miếng vải này này, thì các bạn cũng bấm vài cái vào là được, cho nó giữ cố định lại thôi. Chỉ cần có 5 nhát kim là chúng ta đã có được một chiếc mũ rồi. Và mất có đấy, là mình đã có chiếc mũ như thế này rồi. Các bạn có thể đội đi được. Và cái này thì mình mua 3.000 thì mình đã chia được làm 2 cái mũ. Rất tiện và rẻ. Nhất là khi nhà mình đang ở trong cái vùng dịch, đang ở khu cách ly này thì là cần đảm bảo cho gia đình ạ. Và những cái mũ tay mèo này cũng thế thôi, thì mình cũng làm như vậy nhé. Mình cũng cắt như này. Đây ạ, mình cũng xem đâu là mặt đường trước nhé, và mình cũng cho ghim vào, ghim thôi. Các bạn, như vậy là mình đã được một chiếc nón nữa như thế này rồi nhé. Rất đơn giản, các bạn không cần gì nhiều cả. Chỉ cần các bạn mua những cái túi này hoặc là những cái túi cờ lia hay gọi là túi cúc như thế này thôi, là chúng ta có thể làm được những chiếc nón che nắng và những chiếc nón mà chúng ta đi để tránh được khi tiếp xúc với mọi người, tránh nước bọt bắn vào cơ thể chúng ta nhé. Đấy. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách làm này rồi. Đơn giản, các bạn có thể làm ở tại nhà nhé, không có gì là khó cả.
Nếu mình mà mua được cái dán như ông sao như thế này thì mình có thể được làm được, hoặc là các bạn có thể lấy giấy thủ công mình cắt ra cũng được nhé. Đấy, nhưng mà mình đang cách ly cho nên là mình không muốn đi ra ngoài nhiều, chỉ từ khi đi mua thức ăn thì mình mới đi thôi. Chúc các bạn là có thể làm được những chiếc lón tre như thế này ạ. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ, để xem những video mới nhất của mình. Ẩm thực miền quê xin chào các bạn ạ.